các bạn này bắt gặp hai chiếc xe công nông siêu to khủng chế đang tiến vào đây này đây. Rất lâu rồi thì mới gặp lại những chiếc xe siêu khủng các bạn nhá. Tập đoàn những chiếc xe công nông siêu khủng đã từng xuất hiện trong video của mình. Hôm nay các bạn cùng tôi theo chân hai bác tài xế. Chúc các bạn là chiếc máy xúc của Su Komenko Komenko SK350 còn quá là to. Chở đầy thế không? Các bạn có thể thấy chiếc máy xúc nó vươn rất là kinh. Dần một hành trình rất là dài của hai bác tài xế công nông siêu khủng chế các bạn nhé.
xe để trang hệ thống phanh lúc kia là khá là an toàn rồi. Hai chiếc xe công lông siêu khủng. Con này phanh nút kê an toàn lắm. Phanh nút kê thì là nó không bị trôi. Chuyển vào mình nào là nào. Chú Hồng, những chiếc xe công lồng siêu khủng chở 4 con gát, các bạn có thể thấy cực kỳ là uy lực. Tại đây đang chuẩn bị được làm một cái cống để có một con đường đi qua đây các bạn nhé. Chúc các bạn chiếc máy xúc Hitachi Jazzic 30. Hệ thống phanh nút kê rất là an toàn. Xúc các bạn nhé. Tạm biệt các bạn.